Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại là em đang có mặt trước cửa công ty của Hoàng Anh Tiến này. Thì ngày hôm nay trời thời tiết Thanh Hóa rất là nắng luôn đấy, nhưng mà bên công ty lại xuất hành lên đường hai bộ chiếu ngựa cho khách hàng ở Vĩnh Phúc. Lấy một tấm là lên xe. Là tấm tiếp theo. Chú đưa cho anh bộ ạ, đưa cho anh bộ. Thời tiết Thanh Hóa đang rất là nắng luôn. Đấy. Nhưng mà hàng bên công ty vẫn cứ phải lên đường cho khách hàng, tại vì hôm nay là ngày rất là đẹp. Khách hàng ở Vĩnh Phúc. Tiếp theo đấy là hai bộ cho khách hàng ở Cổ Loa này. Và một bộ ở Hải Phòng. Đây. Đây là ngày hôm nay bên công ty sẽ xuất hành lên đường 4 tấm cho quý khách hàng thân yêu. Nên là quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ đến cơ sở của chúng em để được tư vấn nhiệt tình và sở hữu những cái bộ chiếu ngựa vô cùng độc đáo tại bên công ty em. Thứ nhất là bên công ty đã qua quá trình hấp sấy rất là cẩn thận. Thứ hai là bên công ty có đội thợ có tay nghề lâu năm, là kèm theo đấy là có đội thợ vận chuyển chuyên nghiệp Bắc Trung Nam nhá. Đấy, đây là quý khách hàng nhanh tay liên hệ đến công ty theo số điện thoại sau 0931392777 hoặc 0888888836. Quý khách hàng nhanh tay liên hệ đến công ty, hoặc là quý khách hàng có thể đến tại cơ sở của chúng em theo hai địa chỉ sau: cơ sở 1 thôn Nhị Hà, xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; cơ sở 2 đường Tránh, thành phố Cầu Sông Đào, thành phố Thanh Hóa. Bản ngựa Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.